Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của tạp chí Việt Times. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, những vụ việc bắt cóc trẻ em diễn ra hết sức táo tợn với nhiều thủ đoạn tinh vi khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Vừa qua tại Long Biên, Hà Nội, vừa giải cứu được cháu bé 7 tuổi. Tại trụ sở cơ quan công an, anh xe bố cháu bé 7 tuổi rất xúc động, không cầm được nước mắt khi con được giải cứu kể lại thời điểm xảy ra vụ án, gia đình anh C rất hoang mang, lo lắng và sợ hãi. Theo anh C, thời điểm vợ anh đối diện với tên bắt cóc, lúc này các chiến sĩ công an đang bí mật phong tỏa xung quanh. Vừa giao tiền xong, thì đối tượng bảo anh C phải chạy hàng trăm mét rồi mới thả con. Lúc đó mẹ cho bé không nghĩ được gì, vì lo lắng cho con quá nên ôm chặt cửa xe ô tô hét lên. Hôm nay anh có đâm chết tôi cũng phải cứu được con. Theo anh C, sau khi đón được con an toàn, gia đình gọi điện báo tin. Lúc đó anh C đang ngồi ở công an phường Việt Hưng. Trước đó anh C không khóc, nhưng nhận được tin từ vợ, anh C không kìm được nước mắt, ôm chầm lấy đồng chí cán bộ công an phường Việt Hưng. Khoảnh khắc mất con, tiền không còn ý nghĩa gì cả. Gia đình anh C rất biết ơn các cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hà Nội đã không quản vất vả, giải cứu và đưa con trở về với gia đình. Sau khoảng 10 giờ gây án ở Hà Nội, nghi phạm Nguyễn Đức Trung đã bị cảnh sát của các đội nghiệp vụ công an thành phố Hà Nội bắt giữ tại tỉnh Hà Nam. Cảnh sát cũng giải cứu thành công cho bé bị bắt cóc. Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng lực lượng chức năng bắt giữ được nghi phạm bắt cóc bé trai ở khu dân cư thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên xảy ra vào ngày 14 tháng 8. Danh tính của nghi phạm được xác định là Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, quê ở Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo cảnh sát, do nợ nần, Nguyễn Đức Trung đã nảy sinh ý định bắt cóc con nhà giàu, nên trung điều khiển ô tô đến khu biệt thự BT7, phường Việt Hưng, quận Long Biên để tìm kiếm con mồi. Tới khoảng 19 giờ cùng ngày, Trung đi ô tô nhiều vòng quanh khu biệt thự thì phát hiện cháu NTC 7 tuổi sống tại khu biệt thự BT7. Tên nạn nhân đã được thay đổi, đang đạp xe đạp nên không chế và bắt giữ nạn nhân rồi đưa lên ô tô. Sau khi bắt cóc cháu C, Trung lái xe bỏ trốn lòng vòng qua nhiều tỉnh như Hương Yên, Bắc Giang, sau đó mới đi về tỉnh Hà Nam. Sau khi nhận được tin báo, các đội nghiệp vụ thuộc Công an quận Long Biên, Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng các lực lượng chức năng huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ vào cuộc truy bắt nghi phạm gây án. Theo cảnh sát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tới đêm muộn cùng ngày, tổ trinh sát đã lần ra dấu vết, xác định nghi phạm Trung chở theo cháu bé và đang di chuyển qua nhiều tỉnh như Hương Yên, Bắc Giang, sau đó điểm cuối là tỉnh Hà Nam. Tới khoảng 5 giờ ngày 15 tháng 8, tại khu công nghiệp huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, tổ công tác ập vào bắt giữ Nguyễn Đức Trung khi đối tượng đang khống chế cháu C. Thời điểm bị bắt, Trung dùng súng bắn đạn cao su chống trả cảnh sát, bắn vào đùi phải của chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ đội cảnh sát hình sự công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Cảnh sát sau đó đã giải cứu thành công cháu C và nạn nhân đã được đưa về gia đình an toàn. Cảnh sát đã di lý đối tượng Nguyễn Đức Trung về phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra làm rõ. Trong lúc lái xe bỏ chạy, anh ta yêu cầu bé trai đọc số điện thoại của người thân để liên lạc. Trung liên tục dùng ba số điện thoại sim giác gọi để uy hiếp, yêu cầu gia đình con tin đưa 15 tỷ đồng để chuộc. Trong lúc trình báo công an, gia đình bé đã chuẩn bị được gần 13 tỷ đồng. Liên quan tới vụ bắt cóc trẻ em tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố PC02 đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, quê ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, để điều tra về hành vi bắt cóc để cưỡng đoạt tài sản. Ngay sau đó, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã triệu tập hai phó giám đốc là Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra cùng trưởng các phòng nghiệp vụ tham mưu an ninh, cảnh sát của Công an thành phố tới trung tâm chỉ huy để chỉ đạo điều hành các lực lượng tham gia điều tra phá án. Khoảng gần 200 cán bộ chiến sĩ được huy động điều tra, truy bắt đối tượng. Tất cả cán bộ tham gia vụ án đều hiểu rõ sự lo lắng của lãnh đạo Công an thành phố về tính mạng, sức khỏe của cháu bé. Các anh em quyết tâm phải phá án trong thời gian nhanh nhất, vị chỉ huy nói bước đầu nhận tin lực lượng chức năng lập tức xác minh các mối quan hệ của gia đình bị hại và đối tượng đưa ra kết luận sớm nhất để dựng lên lộ trình gây án bỏ trốn của kẻ bắt cóc Khoảng thời gian bắt giữ nạn nhân, Trung liên tục gây sức ép cho gia đình bé trai, tạo các cột mốc thời gian phải đưa tiền, nếu không hắn đe dọa bố mẹ cháu sẽ mất con. Theo lãnh đạo phòng PC02, quá trình bỏ trốn trong đêm, Trung thường xuyên chọn địa điểm vắng vẻ, có tầm quan sát rộng nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Hắn đề phòng trường hợp bị cảnh sát theo dõi hay bắt giữ thì có phương án bỏ trốn. Bên cạnh đó, sự lưu manh, tinh vi của đối tượng còn thể hiện ở việc hắn liên tục thay đổi địa điểm hẹn giao nhận tiền với gia đình bị hại ban đầu Trung yêu cầu giao dịch tại cầu Thanh trì sau đó hắn lại chuyển các địa điểm khác nhau về phía phòng PC02 các trinh sát ngoài việc đối mặt với sức ép thời gian sự an toàn của nạn nhân lực lượng chức năng còn gặp các khó khăn như đối tượng sử dụng ô tô gắn biển kiểm soát giả khu vực ra soát rộng nhiều tỉnh thành như Bắc Giang Hà Nam Hương Yên để khoanh vùng. Thời điểm giao nhận tiền, lãnh đạo PC02 cho hay đối tượng chỉ cho một mình mẹ cháu bé tiếp cận, đi bộ từ đường ven vào khu công nghiệp Đồng Văn. Sau khi kiểm tra đúng là tiền, Trung nhận rồi thả bé trai và lái xe bỏ chạy. Khi đã đảm bảo sự an toàn của bé trai, các lực lượng chức năng lập tức vây bắt đối tượng. Cũng tại Hà Nội trước đó, nhiều trường học tại quận Hoàng Mai, Hà Nội đã gửi thông báo tới cha mẹ học sinh, cảnh giác, quản lý giám sát chặt chẽ con cái vì cho rằng có hiện tượng bắt cóc trẻ em theo thông báo của nhà trường giáo viên tăng cường ngay các biện pháp tuyên truyền giáo dục học sinh kỹ năng phòng tránh tăng cường giám sát đề cao cảnh giác đồng thời thông báo phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh về trách nhiệm quản lý con theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai xác nhận, trong ngày, một số trường học trên địa bàn đã phát đi thông báo tới phụ huynh nhằm nêu cao tinh thần cảnh giác tránh có sự việc đáng tiếc xảy ra. Theo vị này, sở dĩ các trường có thông báo đó là trước đó đã có phản ánh của phụ huynh về hiện tượng gần đây có kẻ lạ mặt đeo bám học sinh hoặc có ý đồ tiếp cận các em. Liên quan đến vấn đề này, ngoài gửi lời cảnh báo tới cha mẹ học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đã thông báo đề nghị cơ quan công an phối hợp tăng cường giải pháp đảm bảo an ninh an toàn cho học sinh ở các trường học. Học sinh trên địa bàn rất đông, nhiều nơi học sinh đi bộ tới trường. Dù việc quản lý học sinh từ nhà đến trường, từ trường về nhà, thuộc trách nhiệm của gia đình. Nhưng với vai trò quản lý của cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng có trách nhiệm lên tiếng cảnh báo, đề phòng. Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Mai nói, trước đó, Trường Trung học Phổ thông Kim Liên cũng đã gửi thông báo tới toàn bộ cha mẹ học sinh các khối cảnh báo về hiện tượng lừa đảo mới xuất hiện. Đó là có hiện tượng, phụ huynh nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ của kẻ xấu thông báo học sinh đã đã mua hàng hoặc đồ ăn quần áo vật dụng nhưng chưa trả đủ tiền học sinh đã phải để lại thẻ học sinh do đó đối tượng yêu cầu phụ huynh học sinh gửi tiền vào số tài khoản mà đối tượng cung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng ký văn bản gửi tất cả cơ sở giáo dục cảnh báo cán bộ giáo viên phụ huynh về thủ đoạn kẻ xấu sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định thời gian gần đây trên địa bàn thành phố đã xảy ra tình trạng các đối tượng lợi dụng mạng viễn thông gọi điện nhắn tin cho người thân, cha mẹ học sinh thông báo con em trong gia đình bị tai nạn đang cấp cứu hoặc nằm viện, cần chuyển tiền ngay nhằm chiếm đoạt tài sản. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tuyên truyền đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh và khuyến cáo cha mẹ học sinh, toàn trường, ở tất cả các cấp học, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa với các phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng lừa đảo. Để hạn chế tình trạng trên, các bậc cha mẹ phải thường xuyên quan tâm, để ý đến con nhỏ khi tham gia vui chơi ở những nơi đông người. Trong đời sống thường ngày, cha mẹ cũng nên thông qua các tình huống giả định từ đó dạy cách ứng xử và rèn luyện để trẻ hình thành những kỹ năng đối phó trước nguy cơ bị bắt cóc. Phụ huynh nên dạy trẻ thuộc lòng họ tên, số điện thoại của bố mẹ, địa chỉ nhà của mình, nghề nghiệp của bố mẹ để liên lạc trong những trường hợp khẩn cấp. Người dân khi phát hiện ra dấu hiệu khả năng về việc bắt cóc trẻ em cần phối hợp với cộng đồng hoặc các cơ quan chức năng để tìm hiểu và ngăn chặn những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên trên kênh youtube tạp chí viettimes cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo